được chào đón Chu Dân và Thu Thủy. Yeah. Anh Đại Nghĩa. Lần thứ hai quay lại rồi đúng không? Dạ. Dân là nguy hiểm lần thứ ba rồi. Dân lần thứ ba rồi. Chị Dân mỗi lần nói chuyện là thấy nó nguy hiểm. Lần này em hết tập rồi. Hả? Anh nhớ cái lần trước khi mà em đến đây nè, em mặc một cái áo mà anh có thể anh xỏ từ bên đây xỏ qua bên kia vậy nè. À, cái đó là lần đầu tiên anh. Lần thứ hai em mặc cái áo bông lá này kia giống anh đó. À. Rồi bữa nay kín hết từ trên xuống dưới vậy luôn hả? Dạ. Tại sao anh xỏ đó? Sợ anh xỏ. Anh nhớ là hôm đó là đâu phải là anh xỏ đâu. Anh xỏ, anh bóp gì? Bóp nữa hả? Có bóp nữa hả? Cái gì tôi bóp gì của mấy người? Ai biết đâu, thọc cái tay vô là muốn làm cái gì trong ai? Mấy người có cái gì để bóp? Sao không có? Hai con ốc dặn không mà đùi lạnh với đẹp à? Có mình Thủy nè, đó, thoải mái, tự tin. Mà đẹp, bao nhiêu năm vẫn đẹp. Em cảm ơn anh Nghĩa, cảm ơn anh Nghĩa khen em thôi. Đó, đẹp thiệt, không phải là khen bình bông nãy chuối nghe em. Không, mà lâu rồi em mới gặp anh Nghĩa nên anh Nghĩa cũng đẹp nữa. Em cũng đẹp. Nhưng mà mình có đến với nhau được không anh? Không em ạ. Em đi xuống dưới trước nha. Bởi vì anh là Thủy rồi. Thủy quẩn luôn đó. Thủy quẩn luôn đó hả? Đang quẩn đó. Dân có quẩn không? À không, không quẩn, anh đi. Anh kỳ quá à. Anh Huyên kỳ quá à. Lâu canh bị huyên. Anh Nghĩa. Hư. Thôi cái nhân chưa nói gì nha. Mình nói chuyện khác đi. Nói chuyện khác đi. Thôi bắn ngủ kìa. Đâu có, do cái mắt ra ấy mà mi á. Chắc là dáng mi quá lố rồi nè. Sụp mắt nhỏ rồi. Bớt vô duyên lại. Em đội chung với anh đó. Ok. Phải bảo vệ em chứ. Anh sẽ bảo vệ em như người ta. Có rất nhiều người hát cái miệng bị tật. Tức là hát nhiều quá xong bị méo miệng hay không? Không phải, tật của người ta. Hèn gì để giờ thấy cũng giống nè. Vậy? Em méo à. Cái tật của người ta có một số ca sĩ hát thời gian không biết vì sao. Còn Chi Dân, em nghĩ là bạn hát hay. Cái giọng bạn rất là ấm. Bạn này chắc hát cái thể loại mà ta kêu là bolero rock á. Bolero rock á. Bolero rock hả em? Có luôn hả? Tuyệt vời lắm đó. Có em hát thử, em hát thử coi, chị hả? Chưa nghe giọng lát đó bao giờ. Lát nữa bạn hát cho nghe. Em là hát ballad thôi à, chứ em không có hát bolero rock. Bạn phải hát ballad. Ballad á. Bolero rock ballad. Từ ballad ba sàm á. Ballad lắm. Đúng. Này tôi hiểu nó mà. Nhưng mà bolero rock có nha anh. Mình không duyên nợ đừng buồn nhé. Đang sao em? Chị Dân. Chị Dân, đại bây gì? Giờ đây là người đàn ông duyên dáng. Nói chuyện đi cô. Sao sao đây? Chú Bảo, chú hai thương lắm. Nói chuyện như muốn hôn nhau luôn trời. Hai người đàn ông đó trời. Nói cách xa xa ra trời. Ghê quá. Số 1 nha anh. Số 1. Tại sao chọn số 1? Ba được tội nguyện. Em nghĩ là bạn số 1 hát không hay. Tới giờ này mới vừa vô cái cho người ta về uổng bộ đồ người ta mướn 160 ngàn. Nóng quá cho về sớm nữa. Tại vì thấy tội nghiệp cho về sớm nữa. Nhưng người ta lấy cái tiền 10 triệu dòng chót người ta đậu lợi để người ta đắp bù đắp cho cái sự cực khổ từ sáng tới giờ. Sao vậy anh Trang? Chọn đi. Chọn người khác hả? Em cứ chọn ý của em. Chọn số đó đó, cho đi về sớm đi để cho tội nghiệp nhỏ nóng tay giờ thấy mặt người không nói cười gì luôn mà. Rồi. Như vậy là không có điểm chọn số 1. Cười đâu. Có ai cho nói đâu cười, cho ai cho cười mặt đó trời. Lắm. Bất ngờ quá em ơi. Một cú lừa hoàng một quá bất ngờ. Dày tôi trầm. Đã nói rồi, nữ Anto Bát tôi đã nói rồi. Trời ơi người ta. Tôi nhận xét là đúng cái giọng lòn dưới. Bận bộ đồ, nóng lực. Đuổi người ta về. Giọng người ta dày vậy ta bận cái bộ đồ người ta kiếm tiền giọng cuối mà. Nói mà nước mắt. Thiệt đồ ác độc. Con người ác độc. Người ta cầm cái mic là thấy rất là tội nghiệp bạn đó, bạn cố gắng. Bây giờ hát. Bạn nói vậy có thay được đổi kết quả không? Bởi bạn này hát rất là hay nhưng mà tại vì cái bộ đồ nó cầm cái mic không có tới. Chứ hát tới là hát hay rồi nữa. Rồi người ta chỉ vì cái mặt người ta buồn ngủ muốn đi về thôi. Nhà xa lắm đúng không? Nhà ở đâu? Dạ em kế bên đó. Nhà kế bên đó. Bây giờ nhà kế bên mà không về lo cho gia đình. Phải về ba mẹ sẽ buồn. Ba mẹ buồn lắm. Về lo gia đình để chi? Cởi bộ đồ ra nóng nực lắm, mặt này vô người quạo dữ lắm.
Không, nhưng mà thực sự là chị đại diện cho team bánh da lợn bên chị. Xin lỗi em, người sai nhất là Chi Dân. Hồi nãy lưỡng lự biết gì đâu đó, biết gì đâu nữa trời. Dạ không sao, tại chị Nam Thư đẹp nên bỏ qua hết. Trời ơi, không biết lên ôm em cái nữa. Đúng rồi, lên ôm em cái đi. Ôm không có vô tới ôm đâu được không? Ôm sao được. Lòm vô bé. Thật ra là em họ với quê Nam Thư lên thi đó. Trời ơi, không ôm hết vòng tay. Cảm ơn em, cảm ơn em. Ông thực sự là rất là bất ngờ với giọng hát của em. Ông chọn đó, nãy số 1, số 2. Nó chọn số 2. Tên giải thoát cho mà. Cảm ơn nha. Em ơi, em tên gì? Dạ em tên là Phương Ngọc, năm em 28 tuổi rồi. Ồ, 28 cũng tuổi rồi. Đó, như là lớn gần bằng em rồi. Bấm cho Duyên lại. Nghe Chi Dân nói chuyện, người đàn ông có trí tuệ siêu nhiên. Trí tuệ siêu nhiên. Chọn chọn số 4, đúng không? Mày sao mày mày học trí tuệ siêu nhiên, mày học một đứa vô duyên là siêu đẳng. Trí tuệ siêu nhiên còn vô duyên là siêu đẳng hả? Số 3 đúng không? Tại sao chọn số 3? Mày phải giải thích cho mọi người biết. Chọn số 3 là tại vì bạn này có thể sẽ hát dở đó. À ok, đó là sự lựa chọn của Chi Dân. Một lát nữa nếu như có chuyện gì thì Chi Dân sẽ chịu trách nhiệm. Cái người người ta đơn giản thì người ta sẽ nói chuyện rất là đơn giản. Được. Nhưng mà không có bình thường nha. Nhưng mà không có bình thường nha. Đâu ai nói em bình thường đâu. Đâu ai nói em bình thường đâu. Hả? Bình thường chứ không có tầm thường nha, lộn. Trí tuệ siêu nhiên. Vô duyên siêu đẳng. Trời, bạn bè em đâu có giờ nói em nuôi duyên đâu. Ờ, có đúng điều kìa. Cái vấn đề là nó không có bạn. Không phải cái vấn đề. Không phải. Nó không có bạn. Nó đi chơi bạn bè. Bạn bè không ai nói nó vô duyên hết trơn. Tại cho nguyên đám vô duyên. Không nói bậy, em cũng bạn đó, em biết mà. Ủa dạ. Mà vô duyên thiệt. Vô duyên thiệt, em khẳng định luôn. Thôi thôi, đừng, dạ? đừng dạch mặt điều đó ra trên sóng truyền hình, Đức ơi. Làm sao lát nữa không gì về được là đừng có trách nha. À đó. Trong nói hội trường là fan tôi nhiều lắm đó. Fan đây hả? Ừ. Sâu sâu nhỏ hả? Ừ. Lần thứ hai lại là em. Đâu phải em, anh Giang á. Em chứ không ai hết trơn trời á. Em là người chọn. Khi mà đã chọn một người rồi, dù có ốm đau bệnh tật, dù có khó khăn muôn trùng cách trở, cũng đừng buông tay. Cũng đừng buông tay người ta. Mà làm như Chi Dân, anh không ưa mấy bé nào mà tròn tròn hay sao. Nãy bé số 1 mặt tròn tròn cũng bị đi về sớm. Rồi giờ bé này cũng vậy, mặt sáng trưng như trăng rằm, hát hay lộng lẫy. Bữa nào mặt tròn tròn mà nhìn giống 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 loại à. Loại giống anh nha. Tiếp tục chương trình. Em gái mấy tuổi? Dạ em 19 tuổi ạ. Dạ 19 tuổi, bé nó mới bước vào đời thôi. Bệnh binh nè. Ủa em phải nói em tên gì cưng? Dạ em tên là Như Quyên, em điện từ Quảng Trị ạ. Quảng Trị. Từ Quảng Trị xa xôi người ta lặn lội vô đây, người ta tham gia chương trình mong muốn có tiền đi về với gia đình này kia, nở mày nở mặt. Làng quán họ quê tôi đang hát hay mà phải đi về. Là tại ai? Tại ai? Chi Dân. Em gái, em hiện nay đang làm gì? Tại em đang là sinh viên trường cao đẳng du lịch Huế ạ. Du lịch Huế. Du lịch Huế. Đúng không em? Trời ơi, sinh viên thì làm gì có tiền để mà sinh sống. Đúng anh. Nếu vào vòng cuối 10 triệu. Chú chó ơi. Em mà em là ở ngoài đó vô luôn hả? Rửa là phải đi tiền chi phí vận chuyện máy bay ăn uống đúng không? Mà chưa đi về. Nợ mà người ta đuổi ngay vòng 2. Thì đó. Đứng sáng chứ mệt. Cầm cái rổ cũng nặng. Đúng. Nặng xong bây giờ đuổi về. Đúng. Mà tiền có làm chi. Tiền để... có đó. Nếu mà là ca sĩ mà có tâm ấy. Tiền có. Hẳn là cả chí cho Như Quân một số tiền. Đúng rồi. Đúng. Cho... ca ủng sĩ mà nhạc sĩ nữa. Đúng. Nhiều tiền lắm. Ủng hộ sinh viên rồi cho về đúng. Quê. Đúng rồi. Ít nhất 10 triệu. Nó mà trốn. Đúng rồi. Nấp trốn. Anh đứng anh làm anh giải quyết công đạo. Mấy giờ về? Mấy giờ bay? À không em đi xe ạ. Đi xe. Đi xe với con chi. Trời ơi thấy thương quá. Tức là đón xe đò về đúng không? Gần 2 giờ trời. Tại sao phải đi xe đò về? Đúng. Chi Dân kêu tài xế chở bé về. Anh Giang. Ê. Còn Chi Dân mà biết điều nữa. Phải bỏ tiền mua vé máy bay cho bé đi về. Tài xế Chi Dân xỉu kìa. Trời ơi. Ủa em là mình phải đi xe hả? Đi 2 mấy tiếng đồng hồ. Đường xa xa xôi quá. Bây giờ vậy qua nhà Chi Dân hả? Thôi đừng làm vậy. Em rung tội nghiệp. Rồi bây giờ mình tạm chia tay nhau đây nha. Thôi mà làm bé nó khớp nó sợ quá trời nè. Thoải mái vui vẻ nha em. Trời ơi không.
Đào đường chị Trân ơi. Hết bàn tán về em chưa anh? Chưa đâu, sẽ bàn từ đây đến cuối cuộc đời em luôn. Trời ơi, ráng mà đi từ đây em ráng còn kỳ. Đi xe. Mà nhỏ là bị say xe đó. Đó, ác đau lòng quá, ác quá. Đau lòng. Được rồi, được rồi. Im đi, nhiều khi nhỏ mình nó lào cai chết. Mà cái bài hát này của ai mà tào lao vậy? Hay hát gì báo thời tiết vậy? Nhưng mà cái bài hát này của ai mà tào lao vậy? Hay hát gì báo thời tiết vậy? Dạ, bài hát Mất Trí Nhớ này là của ca sĩ Chi Dân nè. Ca sĩ Chi Dân nè. Sao tự mình đâm vô ngực mình vậy? Đó. Ủa vậy? Dạ? Dạ, cái bài hay chứ, bài viết về thời tiết hay á. Bài sâu sắc dễ sợ luôn. Bài này không phải của em viết. Ủa vậy? Ờ, của bạn kia em viết, em cover lại. À, em hát thôi. Em hát thử coi bây giờ. Hay. Tưởng tượng hoài không ra cái bài đó mà luôn á. Nãy giờ hát em không nhận ra bài em luôn á. Hát xong cũng quên luôn, mất trí nhớ luôn. Tiền mất trí nhớ luôn, không nhớ. Sao vậy? Ca coi, ca lại nghe coi cái bài này ra làm sao? Rồi. Không hiểu. Một mùa xuân anh nhớ về em, một mùa hạ anh nhớ về em, một mùa thu anh yêu em rất nhiều, và mùa đông anh lại không nhớ em. Một mùa xuân anh nghĩ về em, một mùa hạ anh nhớ về em, một mùa thu anh yêu em rất nhiều, và mùa đông anh lại không nhớ em. Dạ kính thưa quý vị, tôi xin thông báo một cái điều mà bên đội tôi đã giấu giếm từ đầu tới giờ. Ca nhạc sĩ của chúng tôi đó là ca nhạc sĩ Chi Dân. Vừa bước vô vòng đầu tiên liền: anh hôm nay để em hỏi gì vậy? Thu Thủy mà. Ừ. Chị sao nói em? Ừ. Hỏi là sao? Nhỏ nào hát hay loại hết. Để sau chị chơi chị kỳ vậy em thua hai vòng đầu. Hai vòng đầu đâu có tính, vòng cuối mới tính tiền. Ghê không? Ghê không? Mưu mô. Cái vòng này mới là vòng quyết định nè. Bây giờ chị Thủy mà hát với mọi người dở là coi như là thua em rồi. Tôi nói thiệt, để phá cái âm mưu này rất đơn giản. Chúng ta hãy chọn trái dưa hấu dập này. Anh ta sẽ chọn một trong hai đội. Chắc chắn chọn Chi Dân rồi. Phá. Mình phá đội hình bên kia. Người bên kia chọn rồi mà. Chọn rồi. Bây giờ chúng tôi chọn lợ mấy hồng. Ai cho? Trời ơi. Yeah. Bé số 2, bé dâu. Em thấy không? Anh Thành luôn luôn sai. Wow không? Em wow. Có giận anh Thành không? Wow. Có, wow. Quá tuyệt vời. Quá bé đi béo tìm hồn. Quá tuyệt vời. Mặt như gì ghẻ vậy? Mặt như gì ghẻ? Cái mặt khinh bỉ đó. Cái mặt này ta kêu là cái mặt. Không, mặt hề có gì khinh bỉ. Trang Giang. Là Giang Giang. Giang nào vậy? Ủa, cả hai đội đều không chọn cô ấy mà giờ đổ thừa cho nhau làm sao? Em biết cái cô này hát hay từ cái dòng thôi, của thôi, nhau. Thôi, đừng có mà phải. Đừng có mà phải đây. Nghe. Nghe tôi phân tách nè. Từ cái dòng mà Phương Mỹ Chi nhép đó. Anh nói em nhép trúng đúng chưa? Cái khẩu hình vô đàng hoàng, nhịp nhàng. Nhịp cái đó cũng khó nữa. Tại tôi không muốn nói. Bây giờ người ta hát xong rồi bàn luận gì nữa? Không phải, tại vì hồi nãy tôi xong chưa? Chú Mười kìa. Làm sao em biết được mà tự nhiên vậy em kêu hãnh dữ vậy? Tại em thấy bạn này hát hay quá rồi. Nãy giờ ba nữ hát hay rồi. Bạn nữ còn lại chẳng lẽ hát hay nữa. Có sao đâu em? Không có đâu. Khó lắm. Khó lắm anh. Nói chung là cái thị trường dành cho cô gái số 4 eo hẹp. Mặt bé dễ thương vậy mà không chọn, chỉ có những người mà không có tầm nhìn á. Mấy người đó mới chọn mẹ đây. Dạ con khấn mẹ. Mẹ thương mẹ độ cho thằng vua hấu nó hát dở banh nhà lòng chợ. Trời ơi. Con nói thiệt nha, con không có làm gì hết trơn. Con dọn nhẹ miệng con chữ 5 phút. Dạ. Cái đội của em là chọn người đam mê âm nhạc, chứ không phải là chọn, chứ không phải là chọn giọng hát. Chính xác. Ai ở đây hát hay nhưng có niềm đam mê mạnh hơn cô này? Người ta hát điêu. Thôi thua rồi, nói gì nữa giờ. Đâu tán gì mặt, ta đang nói. Đã thua rồi, người nói ta... gì cũng vậy thôi. Lời nói đâu còn giá trị ở đây nữa đâu. Hãy nói bằng sóng siêu âm đi nào. Ngày xưa đó cùng trên với em, cũng vì em đã sợ anh quá. Anh nhớ hỏi tháng năm buồn, người ơi sao nỡ biệt ly. Bởi vì anh thương em thương anh. Bởi vì anh thương em thương anh. Bởi vì anh thương em thương anh. Gái luôn mặt em đã đem đầu trắng. Vâng em từ đây, riêng mình anh có đơn thơ này. Và cho em đi, em đi,
được là có thật. Quả báo nhãn tiền là có thật quý vị nghe. Con cảm ơn mẹ. Mẹ thương mẹ độ yêu ý nguyện. Bây giờ con mới dọn mỏ con chữ nè. Sao mày Vân? Hả? Ăn ở sao mà để nó ca hay vậy em? Chảnh đi. Mày chữ đi. Cái mặt dòm trời không dòm bây giờ bóng đèn. Trời ơi sao nó thiệt mày. Tại sao ngước mặt lên trời không phải là vì mày hãnh diện, mà vì mà hồi nó quýnh mày sặc mấy mũi mày không dám nhìn xuống vậy đó. Trời đất ơi ca sĩ mà làm giọng mẹ hả? Làm được con vòng làm với cha mẹ cái sai ba vòng ăn nhột à. Chiến lược nãy nói là gì? Hai vòng trước như là đùa giỡn thả. Bỏ vòng đấy, cuối cùng mới lấy đúng không? Lấy nguyên cái gì hấu ăn cho hết. Sao còn chưa nói với em một cái gì hấu của em này nghẹn không? Không nói được nên lời luôn đúng không? Sao mạnh miệng mất trí nhớ rồi hả? Nãy tràn quá kia chà dữ lắm mà. Bên đội bên kia người nói nãy nói ai siêu âm giờ siêu nhân cứu. Sao vậy sao mà ban tổ chức biên tập gì đâu sắp xếp chứ thí sinh gì kỳ vậy? Bị gì sao có bà số 2 bác hay đọc lấy không chọn? Có bà kể người ta. Ba nam phải có một nam hát hay để hát cho nghe em chứ. Người ta tổ chức chương trình người ta có quyền. Y như là ca cái bài gì y như hai đứa gây lộn nhau à. Mà mặt thằng bé nó quảng hốt lắm, nó ca mà nó cứ mà cái mặt nó hốt quảng luôn á. Tại chữ nó quá mà. Chữ sợ. Ca mà chữ em tao quá. Cái này là không như phải là sao, hay sao đâu, mà là tại vì nhờ sự trợ giúp của chương trình thôi. May mắn đó. Thôi chứ thực về. Sự nếu mà là ba nam, hai nam hát dở có một nam hát hay kể rồi. Người ta, kể người ta. Cái này là chơi là gài em rồi, đúng không? Bốn nữ, một nữ hát dở, ba nữ hát hay, đúng không? Không. Còn này mà nam gì nó sắp xếp vậy là đâu có ai hát chung với em được đâu. Nàng đang nói là cái câu nãy nó nói nè. Ê, giờ thua rồi đừng nói gì nhiều nữa. Là nói gì nhiều nữa. Thiệt á, thằng bé này nè. Ăn nhãn không anh? Ăn nhãn, ăn giải đi, em lấy cái giảm nha. Cái này người ta mục đích ngồi xuống, mục đích đây đâu phải là đựng giải đâu cứng, hiểu không? Đây nè, đó. Ta nói quả báo nhãn lòng mà. Cái này bé mình á, giống như là bữa nay nó thay trời hành đạo vậy đó gì em. Gì nữa? Thì mẹ phái xuống, mẹ kêu thay trời hành đạo. Có câu gì phải không? Đã có người giết hắn thay ta. Đó. Lần sau đừng đi thi vòng ngoài vòng nữa nha. Đâu có cho thi nữa đâu. Em ơi, lần sau phải nói gì nè. Lần sau đừng có đi chơi vòng ngoài vòng ai nữa nghe. Tôi mà đi thi nữa là tôi không có chọn bạn nữa đâu. Ừ. Bạn lừa tôi quá.